Xin chào anh em ha. Hôm nay là cường có một cái dòng kìm đa năng này muốn uh, giới thiệu tới anh em nha. Thì cái này là một uh, cây kìm của Nhật ha. Nó sẽ sử dụng rất là nhiều cái uh, thao tác khi anh em tạo tác cây ha. Đó, mình có thể bấm nhôm nè, mình có thể tháo nhôm nè, mình có thể cắt tỉa cành luôn và đặc biệt là nó tạo cái vết thẹo cũng khá là đẹp anh em ha. Đó. Cây này thì chỉ có ba trăm mấy thôi. Anh em có thể mua mà mình sử dụng ha. Đó thì khi anh anh em nào mà muốn uh, sử dụng trải nghiệm cái cây này thì anh em liên hệ với anh Huân Đen ha hoặc anh em có thể liên hệ với Cường thì uh, Cường sẽ giới thiệu qua để anh em có được cái giá hữu nghị nhất anh em nha anh em mà uh, xem kênh của Cường mà thấy cái sản phẩm này muốn sử dụng thì anh em đọc bát là anh Cường Vinh giới thiệu anh em sẽ được free ship ha và có nhiều cái hỗ trợ khác nữa nha đó và bên anh Huân Đen đó là cái nhà cung cấp vật tư về cây cảnh bông sai rất là nhiều nha anh em đó, anh em nào muốn uh, sử dụng trải nghiệm thử thì liên hệ ha cây này cắt rất là ngọt anh em nha